was bought. Copy. Has been bought. Kusi. Has bought. Kodi. Bought. Right. The table on my birthday has broken. Được chưa? Ha ha, nhưng mà có cái từ từ ha. A là was bought, B là has been bought, C là has bought và D là bought. Nếu bạn nào nhìn vô, mình sẽ nói câu này thế thì. Đúng không? Phải không? Thế thì đúng không? Thứ nhất là tôi thấy cái này quá khứ, cái này hiện tại, cái này hiện tại, cái này quá khứ. Nếu mà tôi là người người bình thường, mình chưa có đi học, thì mình sẽ thấy cái này chắc nó test bình thì quá. Mà bây giờ tôi nhìn vô này, đố mấy anh chị nào làm được thì gì đó. Tại vì chủ ý của tôi không phải test thì tôi sẽ không có cái gì cho mấy anh chị nhìn thì đâu. Khi mà chủ ý của tôi là cái câu này test thì thế nào cũng có bộ cái gì đó cho mấy anh chị nhìn ra. Nhưng bây giờ chủ ý của tôi không có test thì cho mấy anh chị nhìn tới ngày mai luôn, cũng không biết xài thì gì hết á. Đâu có biết thì gì đâu. Cái này phải diễn ra trước hay broken thì nó phải là past perfect. Phải không? Nó phải là past đúng không? Ok, rồi bây giờ nhìn vô đây. Tôi nhìn vô chỗ này thì trước khi tôi làm á, tôi thấy anh này chia nè. Có phải là anh chia cho ai đây? Anh chia cho ai? Table. Có nghĩa là cái anh này làm subject và cái anh này là verb. Như vậy động từ có chia có chưa? Có rồi. Đồng ý rồi. Động từ có chia có rồi thì cái lỗ này bắt buộc phải không chia. Mà trên nguyên cái này chỉ có một anh không chia thôi, đó là câu câu gì? Câu đi. Cho nên tôi bưng ảnh vô. Mặc dù ở chỗ này tôi test mấy anh chị có một điểm testing là có chia và không chia thôi, nhưng mấy anh chị làm khó hơn những câu nãy giờ. Thấy chưa? Đâu phải là một điểm mà nó dễ đâu. Một điểm tôi muốn khó là khó à. Vì khi tôi test một điểm thì cái mức độ confusing nó nhiều hơn. Cái mức độ mà không rõ ràng nó sẽ nhiều hơn. Mấy anh chị sẽ nhầm là người ta test cái kia, nhưng mà thực sự người ta test cái này. Test một cái thôi. Vậy giờ muốn 1 hay 2 hay 3 hay 4? 1 thầy. Nếu tôi làm một cái chĩa không là cái này của tôi chỉ có một cái chĩa thôi đó. Bây giờ cái này của tôi chỉ mới là test mấy anh chị cái chĩa đầu tiên là động từ có chia không chia thôi. Chưa có tới cái số 2 á. Mà làm đã khó rồi chứ còn chi hồi nãy dễ ẹt. Hồi nãy 2, 3, 4 chĩa thôi mà nó dễ ơi là dễ, còn cái này có một chĩa thôi mà nó khó ghê chưa. Đồng ý ha. Cho nên cái vấn đề là cho dễ hay khó thôi, chứ một chĩa hai chĩa cũng thành vấn đề ha. Cho đề vấn đề là cái đề nó dễ hay khó thôi, chứ bây giờ cứ một chĩa mà tu ra thì khó thì cũng vậy thôi đấy. Một chĩa khó đấy. Đồng ý ha. Tại vì vô tình là cái chữ bóp này nè, nó lại vừa cột 1 cũng được mà cột 2 cũng được. Xin lỗi, cột 2 cũng được mà cột 3 cũng được. Cho nên mấy anh chị lầm tưởng là bốn cái này đều thì hết. Khi bốn cái này đều thì anh A và D là gì? Quá khứ. C và D là gì? Present. Cho nên hai cái anh present này sẽ dùng nè. Tại vì cái bàn này nó bị bể rồi thì cái chuyện mua nó phải xảy ra ở đâu? Trước đó. Đúng không? Vậy thì bây giờ tôi bỏ BC là tôi hay lắm rồi đó. Tôi coi như là tôi dễ, tôi hay rồi đó. Bây giờ còn lại B và D đúng không? A và D đúng không? Bây giờ tôi thấy là cái này tôi phải là passive voice mới được. Rồi tôi chọn câu A. Đúng chưa? Như vậy sự khác nhau giữa câu A và câu D chỉ là một cái gì?
Chỉ là chữ was thôi. Có nghĩa là chỉ cần có một động từ có chia vô thôi là nó sai liền. Nếu tôi không cần động từ có chia, như vậy anh này chia rồi đó, thì tôi cần anh này không chia, chắc tôi chọn câu đi. Vậy thôi, tôi làm cực kỳ nhanh luôn, không cần thì thiếu gì hết, mệt mỏi. Nếu mà làm thì nó phải qua 2-3 bước, nó lâu vậy sợ chưa? Đúng không? Bây giờ mấy này trời ơi, đâu có yesterday đâu mà chia quá khứ đây ta. Bây giờ đâu có last week đâu mà trong quá khứ đâu ta, thì chỗ này mấy chị hiểu rồi. Đúng không? Bây giờ nếu bây giờ tôi sẽ có chia. Bây giờ tôi cho tiếp nha. Trời, cái giếng này ghê quá. Tôi sẽ có chia khi nào? Bây giờ nếu mà bây giờ tôi có the table và bây giờ was what? Được chưa? Chỗ này của tôi là was what? Thì phải làm gì mấy anh chị? Phải làm gì? Chia rồi nè, was what? Thì anh nói với tôi là cái này quá khứ, tôi dùng was what rồi đây. Tại sao tôi dùng was what? Tại vì sau lưng lỗ trống này không có gì. Sau lưng cái boss này không có gì. Không có object cho nên tôi phải xài passive voice. Đúng không? Còn nếu mà sau lưng lỗi này có object thì tôi xài active là tôi bỏ chữ be vô. Nếu mình có chi thì. Như vậy bây giờ cả hai anh này đều chi thì nè, thì tôi làm gì? Tôi biết chắc chắn rằng là cái table này phải là cái ý chính của tôi là ở đây nè. Cái ý chính của tôi là tôi muốn nói với chị gì? Cái bạn lẽ rồi. Rồi mấy chị hỏi tôi là các bạn nào? Đó là các bạn mua vào bữa sinh nhật đó. Chỉ vậy thì các bạn mà mua bữa sinh nhật đó là một cái ý phụ bổ nghĩa cho các bạn thôi. Nhưng bây giờ lỡ tôi có word spot rồi thì mấy chị làm cái gì? Mấy chị phải đi tìm cho cái động từ có chia này một subject khác. Tại vì anh này có chia là phải có subject. Cho nên tôi bỏ vô đây một cái chữ là which word spot on my birthday thì câu của tôi đúng. Không có tôi đâu. Bởi vì cái chữ này có phải là hàng ngày không? À, nhưng mà thiệt sự là mấy chị nhìn vô đây, cái chữ words bỏ vô có thêm nghĩa không? Chữ words bỏ vô có thêm nghĩa không? Đó là lý do người ta bỏ hết mang đó, người ta chỉ còn chữ gì thôi. Hồi nhỏ mình học là mình có thể học tới đây nè, nhưng mà mình chưa học là mình bỏ cái này. À, hồi nhỏ mình có thể học là học tới đó. Mấy chị có nhớ hồi xưa mình học relative clause là mình đề quan hệ gì đó, vấn đề quan hệ gì đó, đấy đây. Nhưng hồi xưa mình chỉ học tới cái chỗ ở này thôi, mình không biết là tôi bỏ luôn cũng được không sao. Tại vì mình phải học cái này bởi vì trong tất cả các bài reading của mấy anh chị á, là toàn người ta bỏ đi. Người ta không bỏ vô, tại vì bỏ vô nó viết nhiều quá mà nó không có nghĩa lý ở trên nên người ta sẽ bỏ đi. Ok ha, rồi được chưa? Như vậy bây giờ nếu mà tôi cho cái lỗ trống của tôi sẽ nằm ở đằng sau đúng không? Giống như hồi nãy tôi có chỗ này thì nếu mà cái lỗ trống của tôi nằm đây thì dễ rồi đúng không? Nhưng mà sao dễ được, phải biết anh này có chia không chia thì mới cho thằng kia được đúng không? Thì tôi nói là the table board on my birthday broken, như vậy chắc chắn là anh này sẽ như thế nào, có chia không chia. Muốn biết anh này có chia thì phải biết thằng này không chia, phải biết thằng này không chia cái đã rồi mới ra thằng này có chia được. Còn thằng này vẫn có chia thì thằng này thua rồi đúng không? Chỉ nhìn chặt một cái thôi là nó sẽ không được. Ok ha, rồi tới đây được chưa? Này điểm ngữ pháp khó chứ không có dễ. Cái này là một điểm ngữ pháp khó, anh nói thẳng là khó chứ không có dễ đâu. Nhưng mà anh thua là mấy chị hiếu là được rồi. À, hai câu ha. Đầu tiên mình xin thấy nó được chia thì cái lý chính trong câu chưa? Vấn đề nằm ở chỗ có thể mình có một câu mà mình không hiểu gì hết trơn luôn. Dạ. Ha. Hiểu ý chính. Có thể là một cái câu có nhiều từ vựng mình không hiểu luôn, nhưng mà mình dùng ngữ pháp mình vẫn có thể làm được bằng cách mình nhìn động từ có chia nó sẽ được hiện ra bằng cái gì hồi nãy tôi nói đó, tức là động từ có chia là cái động từ mà có gì do, động từ nguyên mẫu rồi động từ có as rồi động từ có chia cho cột thứ hai nhá, thì mình muốn biết nó có chia hay không chia, tức là trong câu đã có động từ có chia rồi hay chưa thì mình nhìn cái đó trước cái đã. Đúng không? Sau khi mình nhìn cái đó thì mình sẽ quyết định là tôi có chia hay không chia. Rồi tôi cần active hay passive. Rồi tôi cần thì hay là tôi cần cái gì. Số ít, số nhiều làm sao. Nếu mà cái dễ là lúc nào người ta cũng sẽ cho hai câu ít, nhiều thì trời ơi, dễ quá rồi. Đúng không? Chắc chắn thế nào cũng sẽ hai câu một ít, một nhiều. Thì tôi nhìn subject tôi bỏ được một câu rồi.
sau đó cái số 2 của tôi là gì thì thường chắc là không cho nhiều đâu ha, tại vì thì nó khó. Rồi mình sẽ cho active passive, rồi sẽ có quá trình không chia, rồi sẽ cho suýt số nhiều, và thì là cái cuối cùng. Mình biết chưa? Thì cái dạng cho bài thi của nó cũng sẽ giống như vậy. Thì hồi nãy đó tôi bỏ vô đây. Câu E của tôi là giống đây nè. Nè, cái này bỏ vô. 1, 2, 3, bỏ vô đây. Đúng không? Thì tôi vẫn lại gì đây? The table bottom of my birthday. Has birthday. Ha? Ok. Rồi. Được chưa? Tập nha. Thì khi mình học passive voice một bài riêng, khi mình học thì một bài riêng, thì thường người ta sẽ kết hợp hai cái đó lại để người ta ra đề, chứ không bao giờ người ta ra một câu mà chỉ có thì không, hay là người ta chỉ ra một câu chỉ có passive không, và người ta sẽ kết hợp hai cái đó lại, nó sẽ nằm trong một câu. Được chưa? Còn nếu mà muốn cho riêng lẻ thì cũng được, nhưng mà nếu cho riêng lẻ thì cái đề nó sẽ khó hơn, tại vì mỗi một khó nhìn hơn. Còn nếu mà cho chung với nhau thì mấy chị để ý là mình có hai cái thứ đó, thì mấy chị phải để ý là mình nhìn như thế nào, anh nói là mình nhìn như thế nào thôi ha, mình nhìn như thế nào nó ra thì mình tính tiếp. Được chưa? Bây giờ hôm nay nó đỡ cái kiểu mà ở đây mình có một cái đề nào thi của mấy năm trước không? Không có hả? Tại vì thi trên máy mà sao có đề phải không? Như vậy thì sự khác biệt giữa hai động từ mà nếu cột số 2 và cột số 3 nó giống nhau á, thì chỉ còn một cách duy nhất là mấy chị nhìn cái gì? Nhìn cái object ở phía sau thôi. Nếu mà đằng sau mình có object thì tôi sẽ chọn động từ có chia, và đằng sau tôi không có object thì tôi sẽ chọn động từ không chia. Và mấy chị sẽ gặp cái này rất là nhiều, bởi vì cái cấu trúc này mình gặp trong bài đọc của mình. Hồi bữa trong lớp tôi có nói sơ về cái này rất là nhiều rồi, là ở trong lớp mình có những cái phần mà cái câu mà mấy chị làm những cái câu mà rồi tự nhiên chính giữa nó có một cái verb cột số 3 đó, chị nhớ không? Mình đã coi cái này rất là nhiều, vì nó xuất hiện rất là nhiều ở trong cấu trúc bài đọc của mình nha, để ý ha. Ok, dạ. Như vậy thì mình có một cái điểm passive voice đó, và mình có một cái điểm mà chỉ cần dạy thôi ha, cần dạy thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ cần biết tới đó thôi, chỉ cần biết là có object, có object, có chia, không chia, một hai ba gì đó đại khái vậy, rồi mình còn infinitive hay là to, ví dụ vậy. Ok ha. Như vậy mình còn hai cái, mình còn một cái nữa, đó là cái to infinitive, đúng không? Mình có hai cái, ba cái không chia, đúng không? Một cái to nè, một cái verb in nè, và một cái past participle, đúng không? Thì cái past participle á, mình sẽ biết là nó luôn luôn khi mà nó không chia mà nó đứng một mình á, thì nó sẽ là rút gọn của passive voice. Khi nó không chia mà nó đứng một mình á, nó sẽ rút gọn của passive voice, nhớ nè. Còn khi mà nó đứng với một cái cụm nào khác thì nó sẽ không phải là passive voice. Ví dụ như nó đứng với cái gì là passive voice? Ví dụ như nó đứng với lại have. Còn với một past participle thì chắc chắn anh này sẽ không phải là passive voice rồi. Còn tự nhiên giữa đường mình thấy một cái này thì chắc chắn nó sẽ là passive voice. Giữa đường, giữa xá là không có have, không có gì hết trơn. Ok ha. Right. Ví dụ như bây giờ mình sẽ có cái gì thì anh này với anh này đứng đâu? Anh này với anh này đứng đâu? Tôi thì đi với phối viên đứng đâu? Nó không được. Đứng làm subject cũng được, đứng làm object cũng được, đúng không? Ví dụ giờ cho tôi một cái là subject nè. Ví dụ tôi làm này làm subject, tôi nói là ví dụ đi cái gì? Ngủ đủ á. Rất là quan trọng cho sức khỏe, đúng không? Đó sao? Sleep well, là ngủ ngon, không? Ngủ đủ, ngủ ngon, sleep enough. Ok, rồi. Giờ tôi sẽ coi là having adequate sleep, having adequate sleep là quan trọng cho sức khỏe, is important. Rồi tới đây thôi. Having adequate sleep is important. Như vậy subject trong câu này là gì? Bây giờ tôi nhìn vô tôi thấy thằng này có chia là tại vì nó có S nè. Tôi biết cái là động từ chính của câu. Sau đó tôi sẽ lên đằng trước thì nguyên cái ông này sẽ làm subject.
Đó là lý do tại sao tôi nói mấy chị nhìn là phải nhìn vô động từ chính là vậy đó. Tôi sẽ có rất là nhiều động từ, nhưng mà tôi phải nhìn vô động từ chính mới được. Động từ chính là động từ có chia đó nha. Ok ha, cho nên khi nhìn vô câu, bắt con mắt mình vô động từ có chia liền và nguyên cái đằng trước, mình sẽ hiểu ý của nó. Như vậy, having adequate sleep có nghĩa là ngủ, có những cái giấc ngủ đủ, rất là quan trọng đúng không? Như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh này subject của mình là gì đây mấy chị? Look in. Mà phải nguyên cái này là subject mới được. Bởi vì sao tôi không nói having là subject mà tôi phải nói having adequate sleep là subject? Bởi vì nguyên cái đó nó đi với nhau nó mới có nghĩa. Cho nên quan trọng nhất của mình vẫn phải là cái nghĩa cái nè. Phải là cái nghĩa cái nè. Đồng ý chưa? Như vậy chỗ này tôi không nói having không. Bởi vì tôi nói having không mấy chị đâu hiểu gì hết. Vậy là having adequate sleep thì mới đủ một subject của nó. Đồng ý nè. Rồi như vậy anh này làm subject được thì anh làm gì được mấy chị? Anh làm object được. Anh làm object thì anh làm sau lưng verb đúng không? Thì sau lưng một verb tôi vẫn có thể có gì? Có in được đúng không? Ví dụ như đó là these children. Mấy đứa con nít thích ngủ lắm đó sao? The children enjoy sleeping. Đúng chưa? Như vậy lúc này tôi lại có enjoy là động từ có chia nè. Đúng không? Từ chỉ enjoy động từ có chia thì từ đó suy ra subject của tôi là the children và sau lưng enjoy sẽ là object. Đồng ý chưa? Như vậy tôi có là the children enjoy thì mà nói là the children enjoy cái gì? The children enjoy sleeping. Đồng ý chưa? Thì khi cái lỗ trống của mình á, nó nằm ở bất cứ cái nào mấy anh chị vẫn có thể làm bài được. Có nghĩa là mình biết cái câu này nó đang thiếu cái gì, mình bỏ cái đó vô. Còn nếu mà mình không làm được cấu trúc mà mình còn không hiểu nghĩa nữa thì thôi rồi, thua rồi. Thì một trong hai cái đó mình phải biết chút chút. Có nghĩa là hoặc là mình hiểu nghĩa thì mình đoán từ từ nó không ra. Hay là mình hiểu cấu trúc thì mình đoán từ từ nó không ra. Còn mình không có gì hết trơn thì cũng đoán từ từ nó cũng ra. Cái verb in nó sẽ được có nhiều cái tên lắm chị. Chị nhìn vô đây chút xíu nha. Bây giờ mình nhìn vô đây thì cái verb in này nè, nó đang đứng ở vị trí gì? Ok, rồi bây giờ tôi sẽ nói là tôi đang ngủ nè. Tôi đang ngủ, tôi đâu có nói được, phải không? Ai ngủ đi. Tôi suy cho ví dụ phải có nghĩa chút xíu chứ, tôi đang ngủ mà tôi nói là được. Con mèo đang ngủ đi. The cat is sleeping. Đồng ý chưa? Như vậy cái sleeping này nè, đang đứng ở vị trí của động từ hay của danh từ? Đúng rồi. Is sleeping này đang đứng ở vị trí của động từ. Và nó ra thì này là thì hiện tại. Và nguyên cái này be còn verb in là chiếc gì? Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà tôi có chữ is không, nghĩa không đủ, nó phải kéo luôn cái sleeping thì cái nghĩa này nó mới đủ. Như vậy mấy chị thấy là sleeping này và sleeping này nó khác nhau ở chỗ là cả hai đều có nghĩa là ngủ ở trong. Nhưng mà ở đây lại đứng ở vị trí object, và ở đây lại đứng ở vị trí động từ, cho nên tên gọi của nó sẽ khác nhau. Tại vì chỉ hỏi tên chứ thật sự tôi không muốn tao nói tên, tại vì nói tên lại thêm một cái thứ vô duyên nữa. Nhưng mà thật sự là nói cho vui vậy đó. Tức có nghĩa là để cho mấy anh chị biết là một cái verb in nó có thể đứng nhiều chỗ chứ không phải là một chỗ. Như vậy trong chỗ này anh này đứng ở vị trí object thì lúc đó tôi mới gọi nó là gerund. Hồi xưa mấy anh chị học có bao giờ nghe chữ gerund không? Gerund chỉ là verb in đứng ở vị trí của danh từ thôi. Cho nên người ta có thể dịch cái chữ gerund là danh động từ, có nghĩa là động từ đứng ở vị trí của danh từ. Còn khi nào mà verb in nó đứng ở vị trí của động từ đó, giống như câu tôi ví dụ như đây, thì nó sẽ không gọi là gerund, nó sẽ gọi là present participle. Mình có past participle thì mình có cái này là present participle. Còn bây giờ mình lại thêm một chữ sleeping nữa nha. Mấy anh chị có biết cái bài sleeping child không? Ví dụ như nói the sleeping child gì đó. Như vậy sleeping này có phải đứng ở vị trí? No. Subject của mình là child. Subject thiệt của mình là đây nè, là the child nè. Còn anh này là nhiệm vụ bổ nghĩa cho chữ child thôi. Như vậy lúc này sẽ đứng ở vị trí? Chính xác, ok. Như vậy một cái verb nó đứng ở mấy vị trí được? Ba. Một là nó đứng ở vị trí của danh từ, có nghĩa là có thể làm subject object. Hai là nó đứng ở vị trí của động từ, là hồi xưa giờ là nó đứng ở vị trí của động từ. Và ba là nó đứng ở vị trí của tính từ nếu nó bổ nghĩa cho danh từ. Đồng ý ha?
nó có ba chỗ đứng thì khi ba chỗ đứng thì tôi có ba cái tên khác nhau cho nó chứ không phải là một. Và ok chưa? Như vậy thì khi mình học dạy đó thì cái lỗ trống của mình nó nằm đâu á mình vẫn có thể làm được. Và bây giờ tôi một câu khác nha. Đó chưa? Tới đây là tiêu hóa xong chưa? Dễ mà ha. Dễ mà, dễ không? Khó gì? Bây giờ khó gì? Khó gì nói nghe đó. Khó gì nói nghe thật sự. Khó gì nói nghe. Khó gì tôi nói mấy chị nghe một cái thứ mà học khó nhất trên đời mà mấy chị đã làm được rồi đó là học bác sĩ á. Tôi thấy học bác sĩ là học khó nhất luôn á, không có gì khó bằng á. Chứ không thôi học thì cũng dễ hả? Học qua bác sĩ cũng dễ luôn hả? Không khó đó, tại vì mình giỏi, mình thấy cái đó không khó. Tôi thấy khó quá trời khó luôn, vì tôi dở. Bác sĩ là marathon. Cứ chạy vòng vòng chạy tới là tới đó. Thì bởi vì tôi nói là tôi tính đi học bác sĩ đó, nhưng mà ai cũng cản tôi học bác sĩ để làm cái gì á. Bây giờ tôi 45 tuổi ha, giờ tôi học bác sĩ thêm 6 năm nữa là tôi 51 tuổi. Mà với điều kiện là học là không có thi lợi chứ rớt thi đỗ nha, là coi như học mà qua hết luôn á là có mới được 6 năm đúng không? Thì lúc đó tôi mới là gì? Tôi mới là general practitioner thôi đúng không? Tôi mới là general practitioner thôi, tôi đâu có đi làm gì được đúng không? Ai nhận tôi vô làm gì? Thì mà 51 tuổi mà không có ai nhận thì coi như là nhà luôn ra rồi chứ làm chi? Thì lúc đó mình chữa bệnh cho mình cũng không được nữa, tại vì mình làm doctor family room. Family doctor. Ai muốn? Trời ơi, family doctor cũng phải biết làm chứ. Mình tự cho my family thôi, mình tự làm cho mình thôi. Anyway, cũng vui vui hả? Học bác sĩ vui lắm chị. Không vui. Vui không? Không vui. Tôi hiện tại bây giờ đang có ba đứa cháu học bác sĩ. Rồi bây giờ có thêm hai đứa nữa nó cũng đang đi tiếp con đường đó, có nghĩa là năm đứa. Hiện tại bây giờ nhà tôi có một cái bệnh viện, đó là lý do tại sao tôi cho mấy đứa nó học bác sĩ, tại vì ít nhiều gì nó cũng được cái chỗ đó nhận vô. Chứ bây giờ ra bác sĩ mà không có chỗ nhận thì cũng phức tạp lắm. Thì bây giờ hiện tại là đang có một cái bệnh viện Mỹ Đức á, là bệnh viện của ông anh tôi á, thì là ít nhiều gì nó vô nó cũng rửa ống nghiệm rồi đại khái, hay là rửa trứng rửa đồ, ví dụ như ông cho nó vô nó rửa trứng rồi đại khái vậy. Tôi tin ống nghiệm mà ha, thì vô nó rửa trứng hay là nó rửa tinh trùng cho nó sạch hay là gì đó đại khái vậy, cũng có chỗ làm cũng kiếm được, chứ không thôi thì không có chỗ làm. Đó là lý do tại sao cho bác sĩ, là bởi vì cái quan trọng là có chỗ làm. Có đầu ra. Giờ là bác sĩ nữa. Thì phối hợp đó hả? Ở đây tôi có nhiều cái đứa sinh viên đang học IELTS, nó học bác sĩ. Cái nói trời ơi cô ơi, đừng học bác sĩ cô ơi, đứa nào cũng la lối ủng trùng hết trơn. Học ngôn ngữ với cô là sao? Nghèo thấy bà nội đi, trời ơi. Trời đất ơi, khổ ghê vậy. Bác sĩ okay. Tụi em nghèo rất mừng. Bác sĩ mà nghèo hết hồn luôn á. Lương tệ cô này thấy không? Trời ơi, mấy anh chị biết tôi học. Tôi đi dạy đây được 21 năm. Tôi bắt đầu dạy từ năm 1998. Thì lúc đó mới ra trường á. Mới ra trường đại học á. Thì là đi vô trường dạy năm 1998. Tới bây giờ là được 21 năm. Thì mấy anh chị biết lương hàng tháng của tôi là bao nhiêu không? 7 triệu rưỡi. Lương trong nước gì không? Bây giờ lương bây giờ của tôi chuyển vô ngân hàng một tháng là 7.451.000. Ai biết đâu. Tôi không biết, tôi bật mấy nữa, khổ ghê vậy. Cũng giống cô thôi, lương bác sĩ giống cô thôi. Đó, cho nên là bây giờ học cho giữ vô.